bao rồi đút vô ống tự động thấy nó hay hơn. Hay hơn là mình xúc từ miếng. Xúc thì không hay hơn, nó vi khuẩn nhiều. Không an toàn bằng những cái mà tự động như vậy, rất là hay. Vừa sạch sẽ vệ sinh, cách xa an toàn. Em cũng mẹ quá con mồ côi, cũng xin ít gạo, cũng cảm ơn. Nó giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn. Từ hồi nhỏ tới giờ, bây giờ mình thấy cái nhìn gạo như vậy, thấy sung sướng đó. Vì đi bán về thổ hôm nay thất nghiệp, không có việc làm gì thì kiếm đi kiếm gạo về ăn. Cái mùa dịch này cũng có nhiều người họ muốn tặng những cái nhu yếu phẩm cho những người nghèo. Nhưng mà mình thấy nếu mà như vậy đó, tập trung đông người á, thì sẽ xảy ra vấn đề là lây lan dịch. Thì mình nghĩ ra vấn đề là phát gạo 24/24. Ai cũng sẽ có và lúc nào cũng có thể có được. Nên lúc nào họ cũng có thể lấy được, nên sẽ hạn chế vấn đề tập trung đông người. Cái thứ hai á, là người phát gạo và người nhận sẽ không có tiếp xúc với nhau. Ở mỗi điểm á, thì mình sẽ bố trí là những cái miếng dán sticker hình bàn chân. Mỗi giấy đó cách nhau khoảng 2 mét để đảm bảo là cái quy định của chính phủ. Bên mình làm về cái ngành khóa thông minh và nhà thông minh thì mình thấy mình cái hệ thống tự động này đối với bên nhân sự của bên mình nó cũng khá là đơn giản. Mình gỡ mấy cái thiết bị của một cái phòng test khóa ra và mình gắn cho cái hệ thống này. Cái máy thì nó bao gồm là một cái chuông kết nối với một cái van tự động và một cái thùng chứa gạo. Khi mà một người họ tới nhấn chuông, bên mình sẽ có tổng đài trực 24/24 để giám sát là có đúng là người nghèo hay không, hoặc là người đó có tới lấy 2-3 lần hay không. Nếu đúng người rồi mình sẽ bấm qua điện thoại để phát gạo từ xa. Bây giờ mình điều chỉnh tầm khoảng 1,5 kg.